Chào mừng quý vị, cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Chuyện là ngày hôm nay Neo 10 sẽ kể cho quý vị nghe một cái gốc khuất của sân tinh thủy tinh. Chuyện là tại sao Neo 10 nói là gốc khuất của sân tinh thủy tinh mà ít ai biết là tại vì cái đây là một cái câu chuyện mà ở trên à, gian cư mận người ta chế và người ta hài rằng những người mà người ta học luật quý vị, người ta biết luật thì người ta nói rằng là sân tinh và thủy tinh là đều là người có tội hết trơn. Và tội của họ là tội gì Thì sau đây nêu mời xin được đọc cho quý vị nghe Đại khái rằng Thì câu chuyện á, quý vị cũng đã biết Sơn Tinh Thủy Tinh là dành nhau là dành Mỹ Nương đúng không Và vua Hùng đời thứ 18 Là có một cô con gái tên là Mỹ Nương Thì khi mà Mỹ Nương lúc đó là Vừa chớm cái tuổi mà đủ tuổi lấy chồng Thì vua Hùng mới mở ra Một cái hội là hội kén rễ Và vào một cái ngày thiên thời Địa lợi nhân hòa có hai chàng trai là một bên là sơn tinh và một bên là thủy tinh mới tới là xin được cưới mỹ nương lúc này để đặt ra một cái câu hỏi khó rằng là bây giờ muốn cưới con á thì muốn cưới con gái của vua hùng thì phải yêu cầu lễ vật là gồm có 100 trăm dán cơm nếp 200 trăm nẹp bánh chưng dôi chín ngà gà chín cựa và ngựa chín hồng mau mỗi thứ đều phải một đôi và nếu ai mà đem tới sớm nhất thì sẽ gả mỹ nương cho và khi mà nhận được cái lời thách đố của vua Hùng, lời thách cưới đó xong, thì cả Sơn Tinh và Thí Tinh lập tức đi chuẩn bị. Nhưng mà vì lễ vật ở trong đó nó có những cái loại động vật quá là quý hiếm đúng không quý vị? Mà quý vị thấy cái cụm từ động vật quý hiếm không? Bốn từ đó. Thì theo như bây giờ, nếu mà theo luật bây giờ mà mình á, là mình đi săn động vật quý hiếm như vậy, mình hại là mình có tội quý vị nha. Nhưng mà cái này là hồi xưa thì nó không, phải không? nhưng mà bây giờ nếu mồi đang nói là sơn tinh thờ thủy tinh trong thời đại bây giờ là có tội hết cả hai người sơn tinh mới đi săn động vật quý hiếm bây giờ động vật quý hiếm đó thì nó chỉ trên rừng nó mới có thôi tại vì đó toàn là những cái động vật trên cạn phải không dôi chín nhà gà chín cựa mà ngựa chín hồng mao toàn là trên cạn thôi coi như là đây á, là có phải chăng là ngay từ đầu là vua hùng đã nhìn vô trọ lọt lọt mắt xanh vua hùng là sơn tinh hay không đúng không rõ ràng cho nên mới đưa ra cái chủ đề là trinh cạn chứ nếu như mà lọt mắt xanh của vua hùng là thủy tinh thì phải chăng là sẽ đưa ra những cái con mà nó thuộc dạng ở dưới nước thì nó sẽ hệ dễ hơn đúng không quý vị đó là một cái điều đầu tiên cái thứ hai nữa là bây giờ quý vị khi mà sơn tinh nghe như vậy xong lợi thế của sơn tinh quá cao cho nên sơn tinh thời điểm đó chức vụ là sơn thần cho nên là đã đem đầy đủ lễ vật tới trước và cưới được mỹ nương và làm vợ thủy tinh á thì lúc này nổi lên cái cơn ghen và sân hận và gì á là cái lòng không muốn thua ai thủy tinh mới hô mưa gọi gió và kêu gọi tất cả binh lính dàn binh bố trận và dân nước hồng á là hại sơn tinh định á là lấy mạng sơn tinh để mà cướp mỹ nương về làm vợ và khi mà nước á dâng tới đâu thì sơn tinh á là cho núi cao lên tới đó để chắn lại và cứ như vậy thì cuối cùng người thắng vẫn là sơn tinh Còn người thua thì vẫn là thủy tinh Tuy nhiên thì không chỉ một lần thủy tinh dân nước mà cứ như vậy thủy tinh thường xuyên dân nước và cái chuyện đó nó đã tới tai ông trời Khi mà ông trời ông đã nghe được cái chuyện sơn tinh thủy tinh đi giành gái không Thì lúc đó vậy ông trời ông mới cử thiên lôi xuống Thiên lôi đi điều tra và đã tiến hành bắt giữ sơn tinh thủy tinh để đem lên thiên đình Chờ ngài giải quyết thì cái đó là theo như là cái này là chuyện chế quý nha cái này là chuyện chế là kiểu dạng như là chế là này, này là mình chế là sơn tinh thủy tinh là thời đại bây giờ phải không là có tội là phải chịu tội chứ sao phải không bây giờ một bên thì có cái ý định là gì người ta là phải bảo vệ động vật quý hiếm mà bây giờ ông sơn tinh ông lại còn đi bắt bảo vệ ông lại còn đi bắt động vật quan dã quý hiếm nữa không là cái đó là vi phạm một điều cái điều thứ hai là gì ông thủy tinh ông lại gì ông đang có cái ý là cố ý muốn mu hại sơn tinh cái tội đó cũng là có tội luôn quý vị nha thì xét trên cái ly khía cạnh mà luật pháp đó là hai người này có tội hết trơn á thì đây là một cái câu chuyện mà nếu mười hai hài kể cho quý vị nghe chơi tuy nhiên thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó là câu chuyện sơn tinh thủy tinh ở đời thường thật sự quý vị và trong đó cái câu chuyện tình tiết bên trong nó như thế nào thì sau đây xin mời quý vị cô chú anh chị mình cùng lắng nghe năm đó Tại Mỹ, hai người này gặp nhau. Anh Dương quê ở Tây Ninh, anh Vũ quê ở Bình Thuận. Hai người đều học cùng một cái trường đại học ở tại Mỹ luôn. Và khi mà bước sang cái năm học đầu tiên gặp nhau bên đó, hai người tự nhiên làm thân với nhau vì là đồng hương cùng là Việt Nam. Nghe cái tên anh Dương là quý vị nghĩ tới là núi liền và khi mà quý vị nghe tin vũ là quý vị nghĩ tới là vũ bảo liền là nghe tới biển liền không và anh vũ này quê bình thuận anh dương thì quê tây ninh y chang luôn có phải rằng là đây là cơ duyên để sơn tinh và thủy tinh thời a còng gặp nhau không mà trong cái sự hữu duyên đó thì cái anh dương và anh vũ này hai anh này lại còn ở được sắp xếp là ở cùng một cái phòng ký túc xá ở trong trường đại học đó luôn và do cả hai là cùng có một cái sở thích giống nhau đó là thích đánh cờ vây nên là thường xuyên hay phân cao thấp và suốt 4 năm trời học đại học ngay tại cái ngôi trường này ở Mỹ hai người dần dần tình cảm trở nên thân thiết giống như là anh em trong 4 năm đó nó đẩy xảy ra những cái chuyện gì thì bây giờ bắt đầu mình đi vô sâu vào mối quan hệ bạn bè này quý vị nha trong lớp của anh Dương và anh Vũ thì có một cái cô bạn cũng là đồng hương ở bên Việt Nam sang đây du học luôn cô đó cổ tên là Vinh tên Vinh mà Vinh giờ nhớ vậy giờ anh Vinh á chứ không phải là tên Vinh đâu thì khi mà gặp được cái cô này trong lớp á thì hai anh này đều để ý tới luôn tại vì cái cô Vinh này của ở trong lớp có thể nói rằng cổ là hoa khôi ở trong cái lớp hai người học vừa đa tài mà vừa đa nghệ vừa hát hay mà lại nhảy đẹp cho nên là lúc đó vậy có thể nói rằng là cái cô Vinh này mặc dù là của người Việt du học sinh sang đây học nhưng mà mục tiêu lâm le để mà cua cái cô Vinh này không phải một mình Có mỗi một mình anh Dương và anh Vũ anh nghĩ cái điều đó đâu Mà có nhiều những người con trai khác Người nước khác, người ngoại quốc luôn Cũng rất nhiều người lâm le muốn tán tỉnh cái cô Vinh này Làm sao mà anh Dương với anh Vũ này thoát qua được cái ải mỹ nhân quý vị Hai người này cũng nằm trong số là gọi là si tình cái cô Vinh Cả hai người đều có cảm tình với cùng một cô gái Nhưng hai người lại là bạn thân với nhau Có phải chăng là cái cô Vinh này cổ đúng thiệt là định mệnh là mỹ nương hay không còn hai ông kia có phải là sơn tinh thủy tinh không anh dương ảnh là một cái người lãng mạn lịch sự nhưng mà lại có cái dáng vẻ là một người thư sinh mọt sách quý vị rồi còn anh vũ thì bên ngoài nhìn rất là đẹp trai phong độ nhưng mà tính cách của anh vũ thì lại là phóng khoáng và cũng như là tính tình rất là nghĩa khí phải không gọi là theo như là dạng như nêu mười hay nói là trong phim kiếm hiệp là hành hiệp trữ nghĩa đấy không anh dương và anh vũ này Tuy rằng mỗi người đều có một cái phong cách nó khác nhau Nhưng á, nhìn chung đều là những cái chàng trai ưu tú đúng không quý vị Cho nên khi đó cái cô Vinh này cô cũng rất là khó để mà chọn lựa Cô không biết là nên quyết định là mình sẽ nên đặt tình cảm là cho ai nhiều hơn Cũng đồng nghĩa là mình sẽ chọn ai làm người bạn trai của mình trong khoảng thời gian mình học bên Mỹ này Cuối cùng sau khi mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại quý vị thì cô Vinh này cô đã chọn một người theo như quý vị là quý vị nghĩ là cô này cô chọn ai chọn sơn tinh hay chọn thủy tinh cổ sẽ chọn anh dương hay là anh sẽ cổ sẽ chọn anh vũ có thể là đâu đó quý vị mình sẽ nghĩ rằng cái cô dinh này cổ sẽ là quê ở bình thuận thì cổ sẽ chọn anh vũ cũng là quê bình thuận đúng không nhưng mà không quý vị có thể là cổ thấy cổ là biển rồi cổ cần có núi cho nên cổ đã chọn anh dương cuối cùng thì bây giờ là dù qua bao nhiêu kiếp phải không bao nhiêu đời thì bây giờ cuối cùng sơn tinh vẫn thắng thủy tinh thì cái cô dinh này cổ đã chọn anh dương quý vị cổ không chọn anh vũ tuy nhiên thì cổ vẫn muốn giữ cái mối quan hệ qua lại thân tình với anh vũ bởi vì anh vũ vẫn là một người con trai với một cái dáng vẻ một cái học vị mọi thứ đều rất là tốt không có gì để mà mình không làm kết nối làm bạn bè thân thiết với nhau một phần mà nói thì trong cái cách mà cư xử để mà tán tỉnh cái cô vinh này thì cái anh dương nè anh dương núi nè anh này là anh thuộc dạng giống như là anh anh dương núi nè anh thuộc dạng là cái dạng là đẳng cấp cô gái hơn quý gì không ảnh quan tâm cái cô vinh này nhiều hơn ảnh biết cách lấy lòng hơn cho nên là một phần á tình cảm cô vinh chắc có lẽ nó cũng nghiêng về cái anh dương núi nhiều hơn hoặc là do cái anh vũ anh vũ biển này có thể anh vũ biển ảnh không đủ uh, dũng cảm quý vị nên khi mà phát hiện ra là cái người bạn thân của mình yêu cùng một cô gái thì chắc lúc đó ảnh cũng uh, suy đi tính lại quý vị nên là anh vũ anh cũng muốn nhường cho anh dương kiểu như là mình cũng sợ là dành nhau vì một cô gái thì một hồi sức mẻ tình cảm bạn bè bấy lâu luôn nên anh vũ giống như là ảnh cũng không có động thái là cưa cảm tán tỉnh nhiệt tình cái cô dinh chính vì điều đó mà nó mới là cơ hội để cô dinh này của chọn anh dương thì trong suốt quá trình 4 năm đó thật ra cái tình bạn tình yêu nó xen lẫn với nhau nhưng không ảnh hưởng cái tình bạn chung của ba người ba người vẫn là ba người bạn rất thân thiết với nhau quý vị hầu như đi chơi đi thư viện hay là tới cái chuyện là đi ăn đi uống quán xá gì đó là đều ba người đều rủ nhau đi và anh dương anh cũng không có ngại cái vấn đề là anh vũ thích bạn gái của mình trước đó ảnh cũng không hề suy nghĩ cái lòng ghen tuông luôn mỗi lần đi đâu thì ảnh với cô dinh đi chung đúng không anh dương với cô dinh hai người đi chung thì thường hay rủ anh vũ đi cùng lâu lâu thi thoảng hai người cần không gian riêng thì thôi còn không là lúc nào đi là cũng rủ anh vũ đi chung tình bạn ba người thật sự rất đẹp đúng không quý vị nó không có bị tình yêu nó làm phá vỡ đi tình bạn tuy nhiên thì người ta nói mà cái gì cũng vậy mưa dầm thấm lâu mình chưa biết trước được cái chuyện tương lai ngày hôm nay có thể là anh vũ ảnh nhường nhưng mà chưa chắc tương lai ảnh sẽ nhường anh dương đúng không mình đâu có biết được nếu ngày nào mà cô Vinh này chưa lấy anh Dương thì ngày đó chưa dám phục chắc được là cái phần win là ai hết. Thời gian cứ thế, tình bạn ba người thấm thoát trôi qua 4 năm đại học bên Mỹ đã xong. Tuy nhiên thì cả ba người đều đạt thành tích là với cái tấm bằng đại học là hạng ưu tú hết trơn. Cho nên đều được mời và ở lại làm việc cho những cái công ty tại Mỹ. Lúc đó thì anh Dương ảnh mới được là tuyển vô làm kỹ sư thiết kế phần mềm cho một cái công ty ở Mỹ ở bên Mỹ luôn và anh Vũ thì anh làm bên cái khâu là lập trình viên máy tính rồi còn cái cô Vinh này nè thì nhận vào phụ trách về cái mảng kinh doanh cho một cái công ty tại Mỹ lúc đó thì cả ba đều rất là mãn nguyện rất là vui bởi vì là cả ba cũng suy nghĩ trong đầu là nếu mà trở về Việt Nam thì cả ba có thể rất khó để mà gặp nhau bởi vì là nếu mà trở về Việt Nam thì có thể là mỗi đứa một nơi mỗi đứa phải uh, giống như là đứa này sống ở quận này, đứa kia sống ở quận kia, hoặc có thể là có đứa về quê để mà làm việc ở dưới quê, có đứa thì ở Sài Gòn, Đúng không mình nó nó sẽ có cái sự xa cách nhau liền luôn. Và dù là có liên lạc, có cố gắng gặp nhau đi, nhưng mà cái trường hợp đó cũng sẽ khó đi nhiều. Tình bạn nó sẽ bị gia giảm. Ban đầu cả ba cũng sợ cái điều đó quý vị, nhưng rồi may mắn thay là cái sự quyết tâm, nỗ lực học hành cộng với là tình yêu nó không xen lẫn cái tình bạn nó làm náo loạn lên, không ảnh hưởng cái việc học cho nên cả ba học đều rất là giỏi, thành tích tốt cho nên được mời ở lại làm việc luôn. Đó cũng là một cái hữu duyên, một cái cơ duyên cho cả ba người tình bạn tiếp tục nói dài theo thời gian đó. Và rồi khi cả ba ở lại gắn bó làm việc cho những cái công ty, mỗi lần thời gian rảnh cả ba cũng lại tiếp tục sủ nhau sau quán ba uống vài ly tâm sự. Cả ba đều rất mãn nguyện về cái công việc của mình. Những lúc mà nhàn rỗi như vậy thì cả ba người này anh Dương, anh Vũ và cái chị Vinh này ba người lại tụ tập lại Xong rồi mình hồi tưởng về những cái kỷ niệm Hồi lúc mà cái quãng thời gian học đại học tại ngôi trường đó Và cũng như cả ba cũng ngồi nói nhau đồ này kia uh, liên Luyên thuyên liên thuyên về cái hoạch định tương lai của ba người Tương lai mình sẽ dự định như thế nào đó Vân vân Rồi mình sẽ xây dựng tổ ấm gia đình mình sau Cũng như là lúc đó thì anh Dương Anh cũng hỏi cái anh Vũ rằng Là anh Vũ bộ định ở vậy luôn hay sao đã có công việc làm rồi ra trường rồi tấm bằng tốt rồi có công việc ổn định rồi tại sao không nghĩ tới chuyện có bồ đi anh dương mới khuyên anh vũ rằng á là vũ là một chàng trai rất là ưu tú tại sao cứ ở như vậy hoài thì nó phí cho mấy đứa con gái khác quá đi anh vũ mở lòng ra một cái là bảo đảm sẽ có rất nhiều cô gái xếp hàng để mà chờ đợi tại sao mà anh vũ lại khép kín như vậy Hiểu không khi mà cái anh dương và cái chị dinh này hai người trong thời gian đó đã công khai cái mối quan hệ yêu nhau thấm thiết Mỗi lần đi chung á, mặc dù là bộ ba phép thuật Sơn Tinh, Thủy Tinh, Mỹ Nương đi chơi với nhau thân lắm Nhưng mà trước mắt của anh Vũ hay không, anh Vũ Biển này á Là anh cứ thấy là anh Dương Núi với lại cái cô Vinh này nãy không, Vinh Mỹ Nương nè Là ba người, hai, hai người này là cứ ân cần, ân cần trước mặt anh, mắt anh hoài à quý vị không Mà bây giờ giọng thứ người ta nói nhìn người ta có cặp có đôi mình thì cứ lẻ lôi một mình mình chịu đâu có nổi Nên anh Vũ ảnh một mình ở bên Mỹ này Xe những cái lúc mà giống như là những cái mùa lễ hội nè À, đặc biệt là giáng sinh nè à, mỗi lần tới christmas á là coi như là cái anh vũ này trong lòng của ảnh cảm thấy rất là nhói tâm can quý vị bởi vì ảnh cảm giác cô đơn buồn bã lắm những cái ngày lễ đặc biệt á thì dĩ nhiên là anh dương ảnh phải đi chơi với người yêu của ảnh là cô vinh hai người phải có không gian riêng tư rồi làm gì có chuyện đi chơi bổ ba phép thuật vào những cái ngày đặc biệt quý vị cho nên là những cái ngày đặc biệt ví dụ như là valentine hay là christmas hay là tích tây vân vân là coi như anh vũ cứ lẻ loi một mình cảm giác nó cô đơn buồn bã nó gặm nhắm đổi đau không phải ai cũng sống được cái cảnh đời sống chuột túi giống như nêu mười phải không và anh vũ này ảnh mới nghĩ trong trong đầu á, là anh dương nhiều lần góp ý ảnh hãy mở lòng ra đi âu bình đi tại sao một người tốt như mày mà mày cứ ở như vậy hoài nhớ lại những cái điều đó gì anh vũ đã mở lòng ra và rồi ảnh đã được bạn bè giới thiệu qua lại sau đó thì ảnh mới giới thiệu được cho ảnh một cái người này cái cô này của tên là diễm quý vị, cô được sinh ra lớn lên tại mỹ luôn và cô diễm này hiện tại là ở bên mỹ cũng đang là giáo viên mầm non bên đó. lúc đó thì khi mà coi như anh vũ này ảnh được giới thiệu cái cô diễm này mà nghe nói cô này sinh ra lớn lên bên mỹ, ảnh mới nghĩ rằng cô này là coi như thứ nhất là gia đình thân nhân bên mỹ không? nếu mà lấy cô này thì giống như ảnh có được một gia đình thứ hai, tại vì ảnh sống bên mỹ này cũng lẻ loi quý vị, xa gia đình bên việt nam mà cho nên ảnh cũng muốn có một gia đình thứ hai. Cái thứ hai nữa là cô Diễm này sinh ra lớn lên bên Mỹ thì ít nhiều gì cái văn hóa, cái suy nghĩ của cổ nó cũng sẽ cởi mở hơn. Và song song bên cạnh đó thì trong quá trình mà hai được giới thiệu đó rồi hai người gặp nhau, rồi tìm hiểu nhau, rồi nói qua lại với nhau, lúc đó thì anh Dương mới biết được rằng là cô Diễm này hồi xưa cổ học không có được cao. Nói chung á là cổ học không phải là học học không cao mà là cổ học cũng tới nơi tới chốn nhưng mà ý là cái học lực của cổ quý không? tức là cái sức học của cổ á, cái thành tích học tập cổ nó không có cao chứ không phải là cổ học không tới nơi tới chốn cái gì nha, cổ học vẫn tới nơi tới chốn nhưng mà cổ học không có được giỏi thôi, thì cái cô diễm này cổ là lại là cái người giống như là ai cũng có cái ưu điểm và nhược điểm, nhược điểm của cổ là cổ học không giỏi thôi, nhưng mà ưu điểm của cổ thì cổ là một người cũng nhanh nhẹn nè, hoạt bát nè, nhiệt tình rồi cũng chu đáo tế nhị này kia thì cái thời điểm hai người tìm hiểu với nhau thì mỗi lần đi chơi mà riêng tư hai người để mà có không gian tìm hiểu đó anh vũ từ từ cảm nhận được là ở bên cạnh của cái cô diễm này ảnh cũng cảm thấy ấm lòng bởi vì là cái có thể nha có thể là vì là cái cái công việc cô diễm này là mỗi ngày cổ tiếp xúc với trẻ con nên là cái cách cổ á dùng tình thương với lại bọn trẻ đó cái điều đó nó giúp cho anh vũ mỗi lần ở gần cổ cảm thấy nó ấm áp lắm Cảm giác cô Diễm này là một người sống đầy tình cảm luôn. Và khi mà gặp nhau thì anh Vũ cảm thấy trái tim của mình thời điểm qua nó lẻ loi thì bây giờ nó đã được ấm áp trở lại, cuộc sống bây giờ giống như nó cũng từ từ là nó tràn đầy sức sống trở lên. Thì cái mối cái mối quan hệ này nó duy trì ở cái mức tìm hiểu kéo dài cho đến cuối năm là mất thời gian 5 tháng tìm hiểu. Trong lúc đó vậy thì do là mất 5 tháng tìm hiểu rồi hai người cảm thấy yêu nhau luôn rồi hai người cũng đã là bồ bồ bịch nhau luôn rồi lúc đó anh vũ mới cầu hôn cô diễm này cô diễm đồng ý luôn quý vị và cũng là cái sự sắp đặt mà thôi bởi vì là do anh dương với lại anh vũ hai người có nói với nhau anh dương á kể với anh vũ là anh dương đã cầu hôn cái cô vinh rồi và cô vinh đã nhận lời cầu hôn của ảnh quý vị không nên anh vũ anh nghe như vậy ảnh mới lật đật ảnh cũng sắp xếp là cầu hôn diễm luôn ảnh cũng muốn là diễm làm vợ ảnh luôn tại anh thấy diễm cũng ok trong trong ảnh đối với ảnh thời điểm đó diễm rất là ok nên ảnh cầu hôn diễm luôn dự định hai người này à, dự định của anh dương với anh vũ hai người bạn thân sân tinh thủy tinh thân nhau quá nên dự định rằng á là cầu hôn cả hai xong rồi thì mình sẽ định luôn là cái ngày diễn ra đám cưới là hai thằng sẽ làm đám cưới chung gọi là đám cưới tập thể đó quý vị thật sự là cái tình bạn này nó cũng đẹp quá đúng không quý vị nó đẹp từ lúc mà đi học đặt chân đến mỹ mà tới bây giờ nó vẫn còn đẹp như in nhưng mà người ta nói mà cái gì rồi thì thời gian nó cũng sẽ trả lời thôi ngày hôm nay á thì nó rất là happy nhưng mà ngày mai mình chưa có biết được đúng không quý vị cái lúc mà sau khi mà cả hai á đều cầu hôn cái người bạn gái của mình xong hai người á mới bắt đầu hẹn hai cô bạn gái cũng như là hai người vợ sắp cưới ra nè thì cái bữa hôm đó là bốn người ngồi ăn chung với nhau lúc đó thì anh dương với anh vũ hai người này mới gợi ý mới nói trước mặt hai người vợ sắp cưới rằng là hai thằng á hồi nào giờ là bạn rất là thân bây giờ á cũng muốn đám cưới diễn ra đó là nó cũng có cái gì đó nó cần nét với nhau thì bây giờ đám cưới á dự định của cả hai là sẽ làm đám cưới tập thể như vậy nó vừa vui nè mà nó vừa có một cái gì đó nó ý nghĩa nữa và không ngờ rằng là khi mà cái chủ ý này vừa nêu ra đó thì cả hai người vợ sắp cưới này đều đồng ý luôn tức là cái cô vinh và cô diễm này cả hai cô này đều gật đầu đồng ý hết quý vị vui vẻ đồng ý luôn và chấp nhận cái đám cưới tập thể tuy nhiên đám cưới tập thể này nó sẽ diễn ra ở một cái không gian lãng mạn nhưng mà ít có giống như là chỉ là mời những cái người bạn thân thiệt thân thôi chứ đại khái là nói chung là cái phạm vi mà tổ chức đám cưới nó sẽ gì nó là thuộc dạng đám cưới đơn giản không có làm rầm rộ gì thì hai người này là thích làm đám cưới theo kiểu cái gu ở bên tây không đám cưới đơn giản không có phải là đám cưới linh đình mà đãi mấy chục bàn mấy chục bàn như bên việt nam phải không ở bên việt nam là đãi một lần mấy trăm khách mấy trăm khách rồi không có khi cả ngàn khách luôn còn ở bên đây là hai người này chỉ muốn đám cưới đơn giản thôi tuy rằng tất cả bốn người này cả hai cặp này hai cặp vợ chồng này cả hai đều kinh tế đều khá giả hết và cá nhân gia đình mỗi người đều là kinh tế khá giả luôn nhưng mà vì cái sở thích cả bốn người đều không có muốn làm tổ chức không hôn lễ rầm rộ gì nên cả bốn người đã đưa ra một cái kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới mình ở một cái chỗ khu vực gần biển à, và khu vực đó giống như là vừa có thể kết hợp du lịch nè tổ chức hôn lễ nè xong rồi tắm biển luôn hôn lễ diễn ra nói chung thì rất là vui vẻ và mọi người đều rất là hài lòng về cái quyết định này quý vị có thể nói rằng thời điểm đó ở bên Việt Nam người ta sẽ nói rằng đây là quyết định khác người đúng không? Nhưng mà ở bên Mỹ thì nó là bình thường. Sau khi đám cưới tổ chức bên Việt Nam xong thì à, hai cặp vợ chồng này mới quay trở về Mỹ. Về lại Mỹ thì hai gia đình thường xuyên qua lại thăm nhau. À, bây giờ bước vào trong hôn nhân á, thì nó lại phát sinh ra một vấn đề. Cái cô Vinh này, cái cô Vinh vợ của anh Dương nè là cô Mỹ Nương á. Cái cô này cũng không có thông thạo cái việc bếp nút quý vị tuy nhiên thì cái cô diễm á thì cổ lại ngược lại cái cô diễm á thì cổ lại là một cái người phụ nữ vừa giỏi nội trợ mà những cái món ăn của diễm nấu á thì đều mọi người đều khen nức nở luôn nói chung là rất là ngon vừa vừa thơm vừa ngon mà vừa trang trí đẹp mắt nữa chính vì cái điều đó mà cái anh dương và cái cô vinh nè hai vợ chồng này thường xuyên cứ tới nhà của anh vũ và chị diễm ăn cơm hoài à mỗi lần mà ăn cơm hay là cuối tuần mà tiệc tùng là mọi thứ đều một tay cái chị diễm này vừa là đi siêu thị mua đồ cho đến khi về nhà là vào bếp xăng tay nấu cơm nói chung là tất cả những cái tiệc tùng trong cái nhà này là cô diễm là một tay làm hết cứ như vậy thì cuộc sống của nó cứ trôi qua hạnh phúc của hai gia đình mình cứ nhìn vô là thấy viên mãn đúng không tình cảm giữa hai gia đình thì vẫn cứ là thấm thiết như vậy tuy nhiên người ta thường nói Hôn nhân á nó sẽ là mồ chôn của tình yêu. Và khi mà thời gian đầu nó ngọt ngào bao nhiêu, nhưng khi nó qua đi rồi thì những cái người trong cái cuộc hôn nhân đó, người chồng, người vợ đó phải đối mặt với rất nhiều những cái vấn đề khác. Hàng ngày á thì đi làm mệt mỏi, về tới nhà chỉ cần một cái mâu thuẫn nho nhỏ thôi nó cũng trở thành cái cuộc cãi cọ lớn nữa. Và rồi quý vị, cái ngày đó nó cũng đã đến do là cái cô Vinh á cổ được hồi lúc ra trường có được mời vào làm cho phụ trách về cái mảng là kinh doanh cho một cái công ty ở bên Mỹ này do là trong quá trình làm việc thì cô Vinh này cổ đã có những cái thành tích rất là xuất sắc chính vì cái điều đó mà cô Vinh này không bao lâu đã được đề bạc lên cái chức vị cao là trưởng phòng và công việc á bận biệu ngập đầu khiến cho cái thời gian mà để cho cái cô Vinh này ở nhà càng ngày càng ít với chồng mình hơn và những cái lúc mà cô này cũng có ở nhà đi chăng nữa Thì cô cũng không có thời gian để chăm sóc chồng Bởi vì thời gian đó cô dành cho cái việc ngủ Và dành cho cái việc là cô chăm sóc bản thân Cô dinh này là cô không có biết nấu ăn Cho nên là dù là cái ngày cô có ốp cô ở nhà Cô cũng không có nấu ăn cho chồng ăn những ngày đó thì cổ cũng đều là báo với chồng là hôm nay anh đi làm gì sớm hai vợ chồng ra ngoài ăn hoặc là qua bên nhà của vợ chồng anh vũ ăn ở bên đó thỉnh thoảng thì cô vinh á, có về sớm được một hôm hai hôm thì cái anh dương này muốn hai vợ chồng thí dụ như là cùng ăn bây giờ vợ không nấu ăn được thì hai vợ chồng là cùng đi ra ngoài đi ăn ở một cái quán nào đó có thể nói rằng á, là giống như vừa ăn vừa ghe nhạc này kia chiêu chiêu nhưng mà cái cô vinh này những lúc đó thì nhiều khi là cổ từ chối quý vị cổ nói rằng là cổ mệt quá và cổ muốn nghỉ ngơi thôi cổ thoái thác cổ không có đi anh dương này vốn dĩ là bản tính lãng mạn thấy vợ của mình nó không có muốn đi cho nên là ảnh ở nhà ảnh mới tự sắn tay vô trong bếp làm những cái món đơn giản rồi anh tự bài biện một cái bàn rồi thắp lên mấy cây nến sau đó thì ảnh mở nhạc lên và mời vợ của mình khiêu vũ để mà tạo cái không khí và cái cảm giác lãng mạn ấm áp tình tứ cái này gọi là lâu lâu vợ chồng cũng cần có cái khoảng thời gian hâm nóng tình cảm với nhau tuy nhiên thì á cứ câu dinh này Mặc dù chồng đã làm hết tất cả Chỉ có đứng nhảy cùng chồng một điệu nhảy thôi Mà cô Vinh này cổ cũng lấy lý do này Lấy lý do kia để cổ từ chối anh Dương quý vị Sự nghiệp của cái cô Vinh bây giờ thì rất là thành công Có thể nói rằng là cổ cũng thành công không thua gì chồng Chính vì cái điều đó mà cái cô Vinh này cổ có cái thái độ cao ngạo hơn nữa Khiến cho cái anh Dương này luôn bị áp lực với vợ của mình Đặc biệt phụ nữ mà sống bên Mỹ lâu năm Đôi khi cũng bị ảnh hưởng cái văn hóa của Tây Phương nữa Họ sẽ nghĩ rằng nam nữ á, là bình đẳng Và cái ý nghĩ đó nó ăn sâu bám rễ vào trong đầu Lâu ngày thì nó thành là cái sự là cái gì cao ngạo luôn Cái người vợ là cô Vinh này càng ngày lại càng á, lấn lướt cái người chồng là anh Dương Dần dần thì anh Dương lại càng ngày càng trở nên là trầm ngâm ít nói quý vị Về nhà không có vợ để tâm sự Hai người không có tiếng nói chung Vậy thì bên phía gia đình của anh Vũ và chị Diễm thì sao quý vị? Hai người này cũng có những cái vấn đề nhưng mà vấn đề của họ là những cái vấn đề khác. Do là năng lực của cái anh Vũ cũng vượt trội nữa cho nên anh Vũ cũng đã được là thăng chức. Vậy thì bây giờ chức vụ của anh Vũ có thể nói rằng là cao rồi. Cho nên cái người vợ là chị Diễm thì cũng chỉ là giáo viên mầm non bình thường cái người vợ này á là một cái cô vợ có thể nói rằng là dịu dàng tinh tế nhưng bây giờ đối với trong mắt của anh vũ thời điểm này thì cái người vợ này trở thành là một cái người phụ nữ quê mùa và gói gọn trong cái việc là bếp nút thôi thậm chí là từ khi mà anh vũ ảnh biết được rằng là Vinh á cái cô Vinh á đã lên chức vị là trưởng phòng rồi thì anh vũ này anh mới bắt đầu thấy rằng là so bì rằng là vợ của mình nó không có ý chí dương lên anh thấy là tại sao vinh lại lên chức như vậy còn vợ mình thì cứ cả đời làm giáo viên và cuộc sống như vậy thì ảnh có cái sự so sánh quý vị ảnh mới thấy là chị diễm bất tài không có ý chí dương lên chỉ biết cái cuộc sống là nó an phận và qua ngày khép kín thôi ảnh thấy cuộc sống của cái chị diễm là vợ ảnh nó quá nhạt nhẽo anh vũ bắt đầu ảnh có cái ý là coi khinh chị diễm vợ của mình bởi vì chị diễm sẽ không bao giờ có thể là so sánh được với vinh mà quý vị cũng đã biết rồi xuất phát điểm ban đầu thì anh Vũ này anh cũng là yêu cô Vinh mà. Cô Vinh vừa đẹp vừa đa tài nữa. Bây giờ ngày hôm nay cô Vinh lại chứng thực được là cô Vinh này lại còn giỏi trong cái việc là đi làm rồi thăng chức rất là nhanh. Điều đó làm cho cái tình cảm cũ bây giờ nó lại được á, là khơi lại. Còn chị Diễm, ban đầu á khi mà anh anh Vũ anh chỉ là một người đi làm bình thường thì anh coi chị Diễm là một người hợp với ảnh nhưng bây giờ ảnh đã có được cái quyền lực kha khá trong tay rồi Thì ảnh lại coi thường vợ của mình Cuối cùng thì cả hai người đàn ông Sơn Tinh và Thủy Tinh Hai người bạn thân với nhau như thế này Anh Dương á, ảnh tâm sự với anh Vũ Anh Vũ cũng tâm sự với anh Dương Một bên thì mang tâm trạng đau khổ là anh Dương Còn một bên thì cảm thấy thất vọng là anh Vũ Hai người này thường xuyên gặp nhau Và cứ là dùng bia rượu tâm sự với nhau Dốc hết phiền muộn của mình và suy nghĩ của mình kể cho người kia nghe anh dương thì anh nói với anh vũ là không có biết trân trọng chị diễm tức là anh góp ý anh vũ không anh dương anh góp ý anh vũ là mày có con vợ vậy mà mày không chịu trân trọng đi hay không bởi vì là diễm vừa biết nấu ăn hiền diệu nết na chồng nói gì cũng ngoan ngoãn hiền lành chịu nghe tương lai thì có thể sẽ là một người mẹ tốt nữa tại vì diễm là cô giáo mầm non giữ trẻ cũng nhiều cho nên là cái việc mà sau này dạy con á thì dĩ nhiên nó phải có thế mạnh hơn so với người phụ nữ bình thường rồi thì anh dương anh mới góp ý anh vũ á là một người vợ tốt như vậy khó kiếm lắm tại sao mà mày không chịu gìn giữ tuy nhiên lúc này quý vị anh vũ thì lại góp ý anh dương anh vũ nói với anh dương á là anh dương là cái người tham vọng không có biết thỏa mãn những cái gì mà mình đã có trong tay và cái cô vinh á vợ của anh dương là một người vừa thông minh sự nghiệp lại thành công có một người vợ như vậy gồng gánh với chồng thì không phải lo lắng gì về mặt kinh tế và cũng như mọi thứ sau này mỗi lần như vậy quý vị thì từ cái chỗ mà tâm sự với nhau kể khổ với nhau rồi lại biến thành là cái cuộc tán dương vợ qua lợi với nhau của đối phương đúng không quý vị thấy rõ ràng ông dương á thì ổng khen vợ của anh vũ là chị diễm ông vũ á thì ổng khen chị vinh vợ của ông dương hai bên là ta nói khen qua khen lại mà khen vợ của đối phương không mà chứ không phải khen vợ của mình nha sau khi cả hai nói với nhau nhiều quá Và từ từ dần hiểu ra được Cái suy nghĩ của nhau Cả hai á, cùng thấy rằng Là vợ của người kia đều tốt hết trơn Thì tại sao chúng ta không đưa ra Một cái giải pháp thử xem sao Anh Vũ anh mới đem cái suy nghĩ này Anh mới nói với anh Dương tâm sự rằng là Bây giờ á, tao đã có suy nghĩ Đã được một cái ý như thế này Mày nghe xong mày coi thử coi làm sao nha thì khi mà kể ra rồi anh dương ảnh nghe xong là anh giật mình luôn quý vị ảnh mới nói là trời ơi mày đừng có đùa với tao mày đưa ra cái ý gì ngộ nghĩnh vậy anh vũ này ảnh đã nói vậy quý vị ảnh nói là mình nói thiệt tụi mình á bây giờ không nhất thiết là phải ly hôn đâu tại vì dù sao á vợ của cả hai đều là những người vợ tốt hết nếu ly hôn thì cũng tiếc bây giờ tao đã suy nghĩ kỹ rồi mình chỉ cần là đổi vợ cho nhau một thời gian xem sao xem thử coi thế nào lúc đó mình hãy tính tới cái chuyện ly hôn sau hoặc nếu không thì tới lúc đó mình có thể là đổi trở lại bình thường cũng được dù sao á, thì chúng ta cũng đang phải chịu một cái sự đau khổ như nhau rồi thì bây giờ mình cứ thử xem sao thì cái đây á, là cái chủ ý của ông nội ông vũ ông vũ biển à ông vũ biển này thấy ổng là nghe nói tới là dần vũ dần vũ liền ông vũ bảo liền ông vũ biển này ông đã đưa ra cái chủ ý với cái anh dương núi này quý vị ơi ông thủy tinh ông đưa ra cái chủ ý với ông sơn tinh không ông mới nói vậy lúc đó thì cái anh dương này anh nghe xong anh giật mình liền anh nói trời đất ơi mày đừng có đùa với tao chứ thì cái anh dương này anh nghĩ ban đầu là thằng bạn mình nó đùa nhưng sau đó nghe anh vũ phân tích ra thì thấy cũng có phần có lý nên khi đó anh dương ảnh đã nghĩ rằng thôi thằng bạn mình nó nói nó cũng có lý nữa có thể rằng là biết đâu như vậy mối quan hệ mình sẽ giữ lại nó cũng sẽ tốt hơn hơn nữa trước nay thì cái anh dương này vẫn có ấn tượng rất tốt với lại vợ của anh vũ không thì cái chuyện mà đổi vợ cho nhau nó cũng dễ hơn sau khi hai ông nội này á là ta nói uh, nói với nhau em nói cái gì rồi trời ơi bớt tâm sự lại ha tâm sự nhau lần hồi tới công chuyện liền không hai cái ông nội thì tâm sự nhau cho nhiều rồi bây giờ đưa ra tưởng đâu đưa ra cái chủ ý gì, ý gì hay ho đưa ra cái chủ ý gì mà ta nói cố đó sống đời mày lào không bây giờ hai ông này mới về nhà thương lượng với vợ của hai bên ông dương thì về nói nói thương lượng cái chủ ý đó với lại vợ mình là cái cô dinh còn cái ông vũ nè vũ bảo nè, là giờ về là đã nói chuyện với vợ mình là cái cô diễm mầm non không hai bên cả hai mới về nhà thương lượng làm cái công tác á, tư tưởng và tâm lý thuyết phục vợ của mình thời gian đổi sẽ là một năm dự định nha là thời gian đổi sẽ mất một năm và cái anh dương ảnh nói với lại cô dinh thì khi mà cô Vinh này cô vợ ảnh á vừa nghe xong thì cô Vinh không ngờ rằng cô vui vẻ cô đồng ý luôn quý vị bởi vì hồi trước á lúc mà còn học đại học không thì cô Vinh này cổ cũng có chút tình cảm gì đó với anh Vũ nhưng mà thật ra lúc đó đưa lên bàn cân thì thấy anh Dương được hơn cho nên cổ chọn thôi chứ tình cảm lúc đó là cổ song song cũng có với anh Vũ nữa quý vị nha trong khi đó cái mối quan hệ bốn người thân thiết với nhau thường xuyên qua lại nhà của anh Vũ ăn uống nè thì sau này cô Vinh này cổ cũng đã có một cái ánh nhìn khác về anh Vũ tại vì anh Vũ mới được, trong mắt của cổ bây giờ mới đúng thật là một người đàn ông vừa phóng khoáng mà lại nghĩa khí không giống như là anh Dương chồng của cổ lù đù giống như đàn bà quý vị thấy không em nói giờ bạn bè bớt thân đi thấy không vợ chồng nào về yên vị nhà vợ chồng đó đi dẫn chung đồ cặp cặp đôi đôi đồ đi chơi tao nói hồi là chồng mày là của tao mà chồng tao của mày thấy không tới không chuyện luôn còn về bên phía anh Vũ thì sao ảnh về anh tư tưởng vợ ảnh như thế nào thì thưa quý vị lúc đầu á, khi mà anh vũ anh về anh đưa ra cái ý đó anh nói với lại vợ của anh là chị diễm mầm non á thì cái chị diễm mầm non này chỉ nói rằng là chị không có chịu tại vì chị diễm này chỉ là theo kiểu mô tiếp phụ nữ á mặc dù là sinh ra lớn lên bên mỹ nhưng mà má cổ dạy theo cái kiểu mà tư tưởng mà vẫn còn một chút gì đó truyền thống á đông khi mà cái cô diễm này cổ nghe như vậy cổ không có đồng ý cho lắm cổ cảm thấy là cái việc này á nó không có hay ho mà nó cũng kỳ kỳ sao nó lấn cấn lấn cấn nếu mà bên ngoài mà người ta biết được nó cũng sẽ gây ra cái sự đàm tiếu nữa và ba mẹ ba mẹ trong gia đình biết được ba mẹ cũng sẽ rất là buồn nhưng mà vốn dĩ quý vị cái cô diễm này cổ cũng muốn là có một người đàn ông biết quan tâm và yêu thương mình hơn bởi vì thời gian qua sống cùng anh vũ á thì nói nào ngay anh vũ đã nhợt nhạt với cổ nhiều rồi anh Vũ thì tính tình tương đối Nói chung là ảnh cũng hơi bị vô tâm Thường hay á, là vô tình làm tổn thương chị Diễm lắm chẳng hạn giống như là nhiều khi ảnh hay nói những cái câu mà giống như là cốc ổi mía ghim có đầu không có vị quý vị cho nên là nhiều khi cô diễm cổ nghe cô cũng chối tai lắm lúc đầu thì cô diễm này cũng không có đồng ý cái chủ ý mà chồng mình là anh vũ nói đâu nhưng sau đó cổ đã suy nghĩ nguyên đêm thì cô cô diễm này cổ đã suy nghĩ rằng là cái anh vũ chồng mình là cái thái độ rất là dứt khoát mà lại nghe được là anh dương cũng rất là tán dương chị diễm nữa tại ông nội ông vũ này ông về ông kể ông nói là thằng bạn anh nó khen em rất là nhiều rồi đi kia đi kêu nên là cô diễm này có suy nghĩ là cái anh dương nè bạn của chồng mình nè rất là khen mình trong mắt của anh dương thì mình có giá trị trong mắt của chồng mình thì mình là người không có giá trị gì cả chính vì cái điều đó mà cái cô diễm cổ cũng đã có chút động lòng về cái người bạn của chồng là anh dương nếu không anh dương núi và rồi á, khi mà ban đầu cô không đồng ý thì đêm đó cô suy nghĩ xong qua hôm sau thì cổ đã đồng ý luôn và rồi quý vị hai người đàn ông mặc dù mang tiếng là có bằng cấp nè có địa vị nè học hành cũng cao học uh, ngày xưa là sinh viên ưu tú đồ vậy mà bây giờ quý vị một hai con người này có giáo dục đàng hoàng lại sinh ra một cái suy nghĩ nói như vậy rồi lại bắt đầu diễn một cái vở bi hài nếu mời nói bi hài là quý vị đã hiểu rồi vừa buồn mà vừa vui không vừa buồn cười đó nó cái câu là như vậy hai cái ông nội này đã diễn một cái vở bi hài kịch khiến cho người khác nghe qua cũng rất là khó tin nó là sự thật của vị sau khi mà bàn bạc xong xuôi thì cái cô dinh này cũng mới chuyển về ở với lại anh vũ còn cái cô diễm này cũng mới chuyển qua bên nhà ở với anh dương núi cô diễm là một người rất là chu đáo biết chăm sóc cho gia đình hàng ngày á thì khi mà anh Dương á ảnh đi làm về thì cái cô Diễm này cô đều chuẩn bị một cái mâm đồ ăn nói chung là nghe là nó đã thơm mà bụng là nó cồn cào liền luôn mà ăn vô thì nó cũng rất là ngon để mà đợi anh Dương trở về nhà ăn cơm chung khi mà biết á là anh Dương có một cái sở thích là rất là thích nghe nhạc cho nên là đi làm về thì cái tiếng nhạc du dương du dương nó đón anh Dương ngay tại cửa luôn không? Là tiếng nhạc lúc nào anh Dương mở cửa vô là bên trong có nhạc mở sẵn luôn. Và cái điều này nó làm cho anh Dương cảm nhận được một cái sự ấm áp mà chưa từng có trước đây ở cái người vợ của mình là cô Vinh. Đối với những cái việc mà cô Diễm này cô làm cho mình thì anh Dương có thể nói rằng là cảm thấy vô cùng cảm động. Cảm động từ đáy lòng của mình luôn cho nên thỉnh thoảng là cái anh Dương này đi làm về hay thách hay thường là, là theo những cái món quà. Quà nhỏ nhưng mà giá trị lớn giống như là những cái túi LV. Những cái uh, túi Gucci vân vân đem về tặng cho cái cô Diễm này Với một cái ý nghĩa đó là tặng để mà cốt lỗi cho cô Diễm này cũng vui thôi Chứ nó không có ý nghĩa về cái mặt là cái gì cả Nó chỉ là nôm na là muốn làm vui cho cô Diễm bằng những cái món quà giá trị tinh thần đó Ngoài ra thì cái anh Dương này cũng rất là quan tâm đến công việc và sức khỏe của Diễm Thường xuyên là cứ trong giờ làm việc anh cũng hay nhắn tin để đó anh nhắn tin hỏi han là tới giờ này em phải tranh thủ ăn cơm coi chừng cẩn thận là em bị đau dạ dày những cái tin nhắn như vậy quý vị thường xuyên nó diễn ra trong những cái ngày sau đó khi mà cô diễm này từ ngày dọn về ở chung với anh dương mà hồi xưa đó thì cô Diễm này cũng rất là cần những cái sự quan tâm dù là nhỏ nhặt như vậy nhưng nó rất quan trọng trong hôn nhân vợ chồng. Vậy mà ngày xưa anh Vũ đâu bao giờ đối xử với cổ vậy đâu quý vị. Có thể nói rằng bây giờ anh Dương bù lấp cho cổ những cái khoản mất mát và cổ cũng đã khỏa lấp cho anh Dương những cái khoản mất mát của ảnh trong quá khứ với lại cuộc hôn nhân của người vợ ảnh là cô Vinh. Có thể nói sau cái ngày mà chuyển về ở với nhau, cả hai đều cảm thấy hết sức là mãn nguyện và cảm thấy rằng là thầm cảm ơn rằng trong lòng á nha cả hai người đều thầm cảm ơn là anh Vũ đã đưa ra một cái lời đề nghị rất là hay ho đó là đề nghị đổi vợ cái đề nghị đổi vợ này để mà cả hai có thể tận hưởng enjoy cái cuộc sống gia đình thật sự giống như là cái ngày hôm nay là cơ hội nó là nhờ như vậy và cái anh Dương với lại chị Diễm cả hai hy vọng là sau này á mãi mãi là sẽ cứ đổi như vậy luôn nên là chuẩn bị nói chuyện với anh Vũ và chị Vinh sẽ định nói rằng với anh Vũ chị Vinh là họ sẽ ly hôn cả cả bốn người không sẽ ly hôn thật để mà về chung sống với nhau có nghĩa là bốn người là hai cặp đúng không sẽ quyết định là ly hôn nhau rồi sau đó là sẽ quay trở về cái cuộc sống là coi như là danh chính ngôn thuận là cái anh dương sống với chị diễm còn anh vũ thì sống với cô vinh đó nôm na nó là như vậy tức là bây giờ là đang đổi tạm thôi nhưng quyết định là giờ đổi thiệt luôn quý vị về phần cái cặp đôi còn lại là cái anh vũ thì sao thời gian á mà cái anh dương với chị diễm hạnh phúc bên nhau thì anh vũ này đã được về sống chung với cái người mà mình đã thầm yêu từ hồi học đại học ở bên mỹ đó là cái cô Vinh này dĩ nhiên là anh Vũ này anh rất là cảm thấy là cảm khái và trong lòng luôn thấy vui vẻ cảm thấy là mình chọn lựa đúng đắn khi mà cuối cùng mình đã thành toàn với cái người mà mình thầm yêu hồi đại học cô Vinh bây giờ thì cổ vẫn trẻ trung xinh đẹp giống y chang như hồi ngày xưa lúc này nè thì trong lòng của cái anh Vũ anh nghĩ rằng là xém một chút nữa là anh đã mất đi cái mối tình này vậy mà cuối cùng bây giờ ngày hôm nay anh cũng đã tìm lại được về phía cái cô vinh thì sao cá nhân cô vinh cổ suy nghĩ như thế nào về cô vinh thì cổ á, cái sự phóng khoáng vô tư của anh vũ khiến cho cái cô vinh này cảm thấy rất là thoải mái và không có cảm giác gì gò bó giống như là khi mà sống cùng với anh dương tuy nhiên thì cái cuộc sống gia đình nó không hề đơn giản chỉ gói gọn có bao nhiêu đó quý vị nhiều bữa đó anh vũ á, muốn có một bộ quần áo sạch sẽ để đi làm nhưng mà anh tìm khắp cái nhà luôn không có cái nào hết trơn mệt mỏi về nhà mà bếp nút thì lại nguội lạnh không có miếng cơm không có đồ ăn cho nên lúc này nè ông nội ông vũ mới nhớ tới vợ của mình là chị diễm đi quý vị không mới nhớ tới lúc này mới nhớ không có cơm đói rồi mới nhớ bây giờ ta nói rồi bây giờ á bình thường là chán cơm thèm phở có phở rồi là lại thèm cơm không đó là nêu mồi nói đã như vậy quý vị mà cái cô vinh này lại còn có thêm một cái làm cho anh vũ cũng như anh dương ngày xưa rất ghét đó là cô vinh này cổ thường xuyên là đi tiếp khách uống rượu rồi xong rồi là khiêu vũ nhảy đồ này kia nhảy nhót này kia với khách hàng mà khách hàng khác giới luôn nha mà có khi là cổ đi như vậy cổ đi tới nửa đêm cũng mới về hồi xưa anh dương sống ở trong nhà với lại cái cô Vinh này ảnh cũng rất là khó chịu chịu về cái chuyện đó vậy và bây giờ anh vũ anh cũng đâu có vui thấy không đàn ông mà đâu có ai muốn là vợ của mình hay bạn gái của mình mà đi mà đi khuya lắc khuya lơ mới về mà đi nhảy đậm với lại con trai khác đâu đúng không lúc đó quý vị cái sự hiền thục của cái người vợ là cô diễm nó lại làm cho anh vũ này gậm nhắm nỗi đau ảnh cảm thấy là ảnh nhớ dung diễm nhiều quá nhớ vợ nhiều quá và ảnh thấy rằng là vợ ảnh quá tốt tại sao ảnh lại đi dân hai tay cho người ta cô dinh này cổ cũng bắt đầu bất mãn bởi vì là cái sự vô tâm của anh vũ không khác gì anh dương ngày xưa bởi vì trước đây á, khi mà đi tiếp khách về nhà mệt mỏi á, thì anh Vũ á, ảnh luôn pha cho cô cho cái cô Vinh này nè một cái ly trà để uống giải rượu. Hoặc là ảnh sẽ vô trong nhà tắm, ảnh bật sẵn nước nóng cho cổ tắm, hoặc là nấu một cái bát mì ra cho cổ ăn. Nhưng mà bây giờ thì nó đã khác rồi quý vị, đâu có ai hầu mình hoài đâu. Bây giờ nó đã khác rồi. Tại vì anh Vũ anh cũng là người có địa vị mà Anh đâu có lép dế, anh đâu có thua cô này đâu nên là ảnh không cần mà phải câu nệ, không cần mà cứ phải phục tùng phục vụ cho cái cô Vinh này hoài. Có nhiều lúc á, cổ đi tiếp khách trở về nhà, cái cô Vinh này cổ thấy anh Vũ vẫn còn thức quý vị, nhưng mà ảnh ngồi trên sofa, hai chân của ảnh gác lên trên một cái đệm. Và sau đó là coi như ảnh coi tivi, ảnh coi một cách rất là dửng dưng mà không hỏi han gì là cái chuyện cổ về sớm về trễ. Một cái lý do khác nữa mà khiến cho cô Vinh cảm thấy phản cảm và không thể nào chịu nổi cái việc á là phải sống chung với cái người đàn ông là anh vũ này bởi vì là anh vũ này thường xuyên uống rượu với bạn mà mỗi lần uống rượu xong ảnh về là anh say bí tỉ luôn ảnh mò về nhà trong trạng thái đã say thời gian sau hai người này không thể nào chịu đựng với nhau nổi nữa nên quyết định kết thúc cái trò chơi thử nghiệm này quý vị thì cái thời gian mà diễn ra cái trò thử nghiệm mà đổi vợ này nó diễn ra trong vòng là có nửa năm thôi nó đã phát sinh ra cái mâu thuẫn như vậy rồi anh vũ và cô vinh tìm tới nhà của anh Dương và chị Diễm. Cả hai đã đưa ra cái đề nghị là bây giờ chúng ta sẽ kết thúc game over cái trò chơi này tại đây. Và bây giờ là giải tán nghỉ khỏe ai về nhà nấy. Tuy nhiên quý vị, lúc này thì anh Dương và chị Diễm hai người đã yêu nhau, yêu nhau thật và kiên quyết là từ chối. Đồng thời là anh Dương và cô Diễm đều kiên quyết là ly hôn, tuyên bố là sẽ ly hôn để mà hai người sẽ kết hôn và về sống với nhau thật luôn khi mà anh vũ và cái cô vinh này nghe được như vậy thì cả hai không thể nào ngờ được cái kết cuộc á bây giờ nó lại trở thành như vậy bởi vì á là nếu như mà cái anh dương và cô diễm lấy nhau thì hai người họ sẽ coi như là tan đàn sẽ ngé luôn lúc đó thì cái cô vinh này cũng mới lo lắng Cũng mới thấy rằng là bây giờ là coi như là như vậy là vô tình mình mất đi cái người chồng là anh dương cô vinh này mà cũng mới chửi cái cô diễm này cổ mới nói là cổ mới đuổi cô diễm này ra khỏi nhà cổ mới nói là bây giờ trên danh nghĩa là về mặt pháp lý đó thì cái cô dinh này cổ vẫn là vợ của anh dương cô diễm này phải gói đồ đem uh, gọi là cuốn đồ cuốn gối á uh, ra khỏi nhà của cổ rồi còn cái anh vũ á uh, thì ảnh lúc này nổi lên cái lòng ghen ảnh cũng uh, đi thẳng vô rồi anh nắm tay cô diễm này anh kéo ra khỏi nhà và anh nói rằng uh, là bây giờ diễm là vợ ảnh diễm phải về nhà của ảnh anh dương mới thấy vậy quý vị ôm chặt cái chị Diễm này vào trong lòng sợ mất chị Diễm. Lúc đó thì anh Dương mới nói với anh Vũ rằng á là tao xin lỗi mày. Nhưng mà trong cuộc đời tao tao đã chọn sai một lần, lần thứ hai này tao đã xác nhận được tao chọn đúng rồi. Diễm với tao á là hai người rất là hợp nhau. Và cuộc hôn nhân đầu của tao không mỹ mãn Đó là cuộc hôn nhân với Vinh Bây giờ tao đã tìm được một cái hạnh phúc thật sự đời mình Hy vọng rằng mày có thể nhường cho tao được hạnh phúc Và hy vọng rằng là, là tao với Diễm được sống cùng nhau Đồng thời cũng hy vọng là mày với Vinh bình tĩnh suy nghĩ Để mà giúp cho tao với Diễm được tội nguyện Khi mà thấy chồng của mình ôm người phụ nữ khác quý vị Thì làm sao cô Vinh này cũng chịu nổi Bây giờ thấy vợ mình đang trong vòng tay người đàn ông khác Bây giờ làm sao anh Vũ nè anh chịu nổi Cho nên là cái cô Vinh nè Và cái anh Vũ nè Trong lòng đều cảm thấy rất là xót xa Lúc này họ mới thật sự cảm nhận được rằng Lúc mà đang có thì không biết trân trọng Lúc mà mất rồi thì mới biết đó là viên ngọc quý Đúng không quý vị Cả hai đều muốn giành lại những gì Mà là thuộc về mình Nhưng mà thái độ của anh Dương và chị Diễm Thì quá là kiên quyết đi Nhất định hai người không chịu xa nhau Chính vì cái điều đó mà anh Vũ anh đã nói là anh sẽ thực hiện đúng theo như cái giao hẹn. Tiếp tục á, là đổi thêm 6 tháng nữa tròn một năm. Tại vì ngay từ đầu là có giao kèo là đổi vợ này trong vòng một năm. Nhưng mà mới có 6 tháng thôi là định là coi như là quay trở lại trạng thái bình thường mà bây giờ không xong rồi. Nên là anh Vũ anh mới nói là thôi bây giờ á, là sẽ không ly hôn gì cả. Vẫn duy trì trạng thái đổi vợ thêm 6 tháng nữa là coi như là đúng theo giao, giao hẹn ngay từ đầu là một năm. Thì lúc đó ai về nhà nấy Tuy nhiên quý vị Thì anh Dương này ảnh một mực ảnh nói rằng là không có được Bởi vì là cuộc đời ảnh ảnh đã chọn chị Diễm rồi Ảnh chỉ muốn ở với chị Diễm thôi Dù là bây giờ có một năm, 10 năm hay là 20 năm Thì ảnh cũng sẽ muốn ở với chị Diễm Chứ không muốn quay về ở với chị Vinh Và lúc đó thì để chứng minh cho trình tình cảm của mình Thì anh Dương ảnh lại ôm chị Diễm trong lòng một cách chặt hơn quý vị và nhận thấy rằng là mình không có được gì trong cái vụ đổi vợ mà ngược lại mình lại sắp mất đi tất cả anh vũ và chị vinh dường như á giống như hai con người mất hết lý trí mặc dù ăn học cao có địa vị cao nhưng mà cả hai bây giờ trở thành người ngu ngơ hết như bộ đội nón quý vị này là nêu mười nói nha thì cái cô vinh này cũng mới tức giận quá Cũng mới dằn tay của cái anh dương ra không cho anh dương ôm cô diễm còn anh vũ á thì ảnh cũng tới ảnh kéo tay cô diễm ra khỏi người của anh dương luôn và cái anh dương dùng cơ thể mình để bảo vệ cái chị diễm quý vị thì bây giờ nhìn cái cảnh mà dằn co bốn người như vậy Quý vị thấy giống như mắc cười không? Giống như một cái trò đùa của tạo quá luôn Bây giờ bốn người dằn co nhau Dành qua dành lợi như là bốn đứa nít vậy Nói thẳng là vậy Bây giờ cô Diễm này cổ sợ hãi quá quý vị Cổ khóc lớn lên Cổ sợ mất anh Dương Cổ sợ quay trở về nhà sống với anh Vũ Bây giờ có đâu còn yêu anh Vũ đâu Thì trong cái ngữ cảnh như vậy quý vị Dùng dằn dúng dắn không giải quyết được Lúc đó cô Vinh này cổ bị stress quá Cho nên cổ mới thấy cái cảnh là chồng của mình cứ bảo vệ cái người phụ nữ khác là cô Diễm này mà ngay trước mặt mình như vậy thì cái cô Vinh này cổ tức quá cổ mới đi lại cổ chỉ tay vô trong mặt của cô Diễm và cổ nói rằng đồ cái thứ tiện nhân mặt dày mặt dày sao cứ mà bám lấy cái người chồng của người ta đúng là cái độ thứ rẻ tiền không có ăn học cao phải không cổ chửi vô chửi cô Diễm vậy đó quý vị chứ không phải là nêu 10 chửi quý vị đừng có hiểu lầm nha trời ơi khổ tâm quý vị đừng nói là nêu 10 nó chửi nha không có chửi cái này là cô đó cổ chửi không à, nêu mười đóng hay quá thôi còn cái anh vũ á thì bây giờ sau khi thấy cái cô vinh chửi vợ mình vậy xong anh vũ anh lại nghĩ trong đầu á bảo đảm diễm là một người phụ nữ cũng gọi là đậm đà cái sự truyền thống cổ sẽ không phải là người đi cắm sừng lên đầu chồng mình đâu có thể là diễm đã bị cái thằng bạn mình làm cái gì đó rồi cho nên bây giờ diễm á, mới cảm thấy quay trở về nhà sống với mình diễm cảm thấy diễm có lỗi có thể là do thằng bạn mình nó đê hèn cho nên lúc đó là trong lòng anh vũ mới tức lợi giận á quý vị anh mới đi lại anh cũng chỉ vô mặt anh dương anh chửi mày á mày lạng hoạn nha mày đừng có hòng, mày chiếm vợ của tao phải không là cái này là anh này không phải là nêu mười nói luôn quý vị nha cái này là anh vũ anh chửi anh dương phải không thì bây giờ là coi như là cứ chỉ vô mặt chửi chửi vậy đó quý vị vừa nói thì vừa nắm tóc của cái cô diễm này kéo về phía bên mình quý vị coi chiều đời thấu không ông nội ông vũ á nha ông nắm đầu chị diễm ông kéo về nhà anh dương anh thấy cái cảnh đó trời ơi bây giờ cái thằng ông nội này thư cư xử với phụ nữ mà thô lỗ phải không mà bây giờ là mình là mình yêu diễm rồi cho nên là mình phải gì mình phải bảo vệ diễm thôi anh dương anh mới nhào vô anh đấm cho anh vũ một phát vô ngay giữa ngực quý vị thì cái anh vũ này anh cũng nóng mặt quá bây giờ một khi mà đã thượng cẳng tay là tao hạ cẳng chân nghe không anh vũ nóng mặt quá anh tiện tay lúc đó anh mới thấy có một cái ghế anh mới cầm cái ghế để anh quơ lên anh chọi anh dương quý vị anh dương anh mới né thấy không thì bây giờ anh dương anh né được một phát nhưng mà người ta nói cuộc đời không ai né được hoài á ông chứ ngày giật nó có hoài hoài mình làm sao mình né hết anh dương nè anh mới né ai ngờ đâu cái ghế đó quý vị anh dương thì anh né được nhưng mà cái ghế nó nó ăn vô trong cái đầu của cô diễm quý vị coi chịu đời thấu không tại vì bây giờ là cái người ta nói cái ghế nó đâu có mắt thấy không con người nó có mắt nhưng cái ghế nó không có mắt quý vị thì bây giờ là chọi như vậy mà với cái lực đang nóng như vậy chọi về hướng anh dương mà anh dương nãy giờ thì anh cứ ôm cô diễm bây giờ cái phản xạ anh dương thì anh né được nhưng mà phản dạ xạ của cái người con gái là cô diễm phản xạ chậm đúng không cổ đứng yên luôn và cổ nhìn trân trân luôn lúc đó thì cái ghế nó ăn vô đầu cổ chứ làm sao lúc đó là coi như là siro nó chảy ra thì anh dương này anh mới thấy là cái cô diễm này bị vậy ảnh tức quá quý vị là bây giờ không ngờ rằng là thằng bạn mình mà nó vũ phu với con vợ nó như vậy không mà bây giờ là người yêu mình thấy không thì dĩ nhiên là bây giờ là ảnh tức quá quý vị ảnh mới đi thẳng vô trong bếp ảnh móc cái cái con giờ ra không thì bắt đầu là ảnh đi ra là bắt đầu là bây giờ là tao có con giờ rồi là tao thắng mày hiểu không là anh dương này ảnh thụi cho anh anh vũ một cái bây giờ là ta nói là dương núi thụi cho gì vũ vũ biển dương núi thụi vũ biển một thụi là coi như vũ biển đi luôn vũ biển về biển luôn quý vị ơi dĩ nhiên là sau đó thì anh dương này ảnh cũng phải bị chịu cái hình phạt của pháp luật quý vị và rồi thì anh dương núi này ảnh đã bị ủ tờ bây giờ dù ảnh có là sơn tinh ảnh cũng phải bị thôi em nói gì ngay từ đầu đâu mời đọc cho quý vị nghe rồi đó sơn tinh thủy tinh cũng là người có tội nếu mà trong thời đại a cồng ngày nay không là cuối cùng là anh dương núi anh bị ủ tờ rồi còn thì bây giờ quý vị một bên á thì bây giờ hai thằng là bạn thân từ hồi xưa tới bây giờ quý vị nghĩ đi mà bây giờ lại thành ra như vậy người ta nói rồi em nói gì rồi người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà hồng nhan là họa thủy em có từng phân tích trong những cái video trước cho quý vị nghe hồng nhan họa thủy là nó còn nguy hiểm hơn cả nước nữa à là quý vị thấy dữ dội nước là cái gọi là nguy hiểm nhất luôn mà bây giờ hồng nhan còn nguy hiểm hơn cả nước là quý vị biết cỡ nào và rồi quý vị sau đó thì cái cô diễm này nè khi mà cổ tỉnh lại cổ đã qua cái cơn nguy kịch của tỉnh lại rồi thì bây giờ trên đầu của cái cô Diễm này vẫn có một cái vết sẹo dài nha nó vẫn còn để dạ lại như vậy hoài cả đời luôn và cái cô Diễm này thì khi mà biết được người mình yêu bây giờ phải ủ tờ là anh Dương núi cô Diễm này cổ đã vào thăm và cổ nói rằng cổ sẽ chờ đợi anh Dương cho đến ngày anh Dương được trả tự do còn về phần cái cô Vinh thì sao Cô Vinh á lẽ ra là vợ của anh Dương nhưng từ khi như vậy mọi chuyện xong xuôi anh Dương ủ tờ thì cô Vinh với ảnh cũng ly hôn. Từ ngày đó quý vị, khi mà cô Vinh ly hôn xong, cô Vinh cũng thề rằng là suốt đời này cô sẽ không lấy ai hết. Và rồi thì ngày nào cũng vậy, cái bà Vinh này ngày nào bà cũng chìm đắm trong cái sự phóng túng. Cứ tới quán bar rồi lấy rượu để mà làm vui. Bây giờ quý vị thấy cuộc đời lắm nổi bi hài không? Một cái vở kịch đổi vợ, một cái vở kịch bi hài đổi vợ nó đã khiến cho hai gia đình tan nát và bốn người phải chịu cái sự đau khổ ban đầu là hai gia đình rất thân nhau và hai cái người tình bạn rất là đẹp với nhau là anh dương và anh vũ và cuối cùng bây giờ kết thúc thì cả bốn người đều là người đau thương chuyện đời khó ai nói được chữ ngờ cái điều đó là nêu mười nói hoài trong những cái video nêu mười chia sẻ quý vị cũng nghe mà chuyện đời khó ai nói chuột được chữ ngờ lắm và cái gì cũng vậy chỉ có thời gian mới trả lời được tất cả ngày hôm nay hạnh phúc nhưng chưa chắc ngày mai nó thế nào nên là mình sống ngày nào mình cứ trân trọng ngày đó quý vị nha mình vui vẻ ngày nào mình tranh thủ vui nêu mười hay nói câu đó với bà má nêu mười nêu mười hay nói câu đó với bà má của nêu mười lắm biết rằng á là người càng già họ sẽ có nhiều cái nỗi lo toan họ lại càng sợ rằng cái tuổi thọ mình rút ngắn đi có nhiều cái nỗi lo lắm quý vị nhưng mà ngày nào mình còn thở là ngày đó mình còn gỡ không là ngày nào mình còn thở ngày đó mình còn vui mình cứ cố gắng á, là mình trân trọng từng ngày mình được sống Cứ đơn giản mình cứ coi như là mình được sống Cũng là một cái niềm vui ủi gì Chứ không cần là cái niềm vui nó ở đâu á, mà nó to tát hết Chỉ cần được sống là đã vui rồi Và trong tình yêu á Yêu cố thì nó sẽ thành là biến cố Đúng không? Nếu mời nói rồi quý vị thấy đúng quý vị like cho Nêu mời liền Yêu cố thì nó sẽ thành biến cố thê lương quý vị Và ông bà mình có câu là yêu nhau lắm thì nó cắn nhau cũng đau và cái nghĩa đó cái nghĩa của câu nói đó quý vị có hiểu không mình, mình đừng có hiểu rằng là yêu nhau là mình cắn nhau đau bây giờ đứa nào cắn nhau không đau không có phải là yêu nhau cắn mới đau đâu đứa nào cắn nhau cũng đau nha bị cắn là đau à à cái câu này nó là một cái phép ẩn dụ quý vị thì theo như văn học người ta gọi là câu ẩn dụ là gì yêu nhau lắm thì nó cắn nhau đau thì nó có cái nghĩa rằng là trong tất cả những cái bi kịch thì không có bi kịch, bi kịch nào mà nó lớn hơn cái bi kịch của tình yêu của quý vị và cái điều này thì nó là tại sao bởi vì á là không có một cái tình yêu nào, một cái tình cảm nào mà nó được yêu nhiều như là tình yêu nam nữ hết trơn. Ở đời á mọi cái tình cảm dù là có dạt giàu, cao cả cỡ bao nhiêu, chẳng hạn như là tình mẫu tử đi. Tình mẫu tử tình mẹ con thiên liên, thiên liên biết bao nhiêu đúng không? Hay là tình bạn bè, tình tri kỷ tâm giao chẳng hạn, nhưng xét cho cùng nó cũng không thể nào mạnh mẽ, quyết liệt bằng tình yêu nam nữ, tình yêu trai gái tất cả các cái tự, các cái loại tình cảm không? Tất cả các loại tình cảm như là tình cha con nè, tình ông cháu nè, hay là tình anh em hay là tình cảm bạn bè thì tất cả đều là những cái tình cảm nó mang cái tính chất là bổn phận thôi. Chẳng hạn như là cái người mẹ mà sinh con, sau khi mà mình mang thai 9 tháng 10 ngày rồi mình mang nặng đẻ đau cái đứa con ra Rồi mình lại nuôi dưỡng Mình cho cái đứa con nó uống từng móng sữa Mình nâng niu rồi mình lo cho con mình Nó ăn cái ăn cái mặt rồi mai mốt con mình nó lớn, mình lại phải chạy tiền từng từng cái bữa cơm cho con Rồi mình lại chạy tiền cho con học hành đổ đạt Khi mà cái đứa con nó lớn lên rồi, nếu nó có hiếu, á, nó biết thương mình Thì nó sẽ quay trở về, nó phụng dưỡng mẹ cha Cái tình cảm đó nó rất là đẹp đúng không quý vị? Nhưng mà xét cho cùng nó vẫn là tình cảm mang cái tính là gì? Bổn phận Nhưng mà cái tình yêu nam nữ thì nó khác hẳn à Bởi vì tình yêu nam nữ nó là cái tình cảm trực tiếp và nó mang lại cái lợi ích song song đó là lợi ích khoái lạc nữa bởi vì người ta nói mà trong tất cả thì dục vọng vẫn là thứ cao nhất không mà dục vọng thì nó thường là tham lam ăn một thì muốn ăn hai và cái sự dối trá nhiều nhất đó là người mình bao năm chăn gối bây giờ còn dối gian nhau quý vị từng nghe câu đó mà đúng không mình yêu ai nhiều bao nhiêu thì đồng nghĩa mình sẽ hận người đó bấy nhiêu nếu người đó phụ mình mà cái sự hận đó nó sẽ dai dẳng và nó làm cho mình cây cú trong trái tim của mình bao nhiêu năm nó vẫn đi theo cho nên người ta mới nói là trong cuộc yêu ai yêu nhiều là người đó thiệt phải không ai yêu nhiều là người đó lỗ tại vì mình yêu người nào càng nhiều khi người ta không dành tình cảm cho mình nhiều mình sẽ là người cảm thấy thiệt thòi hơn chính vì cái sự thiệt hồi đâu lâu ngày nó sẽ tích tụ thành cái sự là hận oán và cái sự hận oán nó đi với mình thì nó sẽ gặm nhắm con tim mình qua từng ngày từng giờ từng phút từng giây như cái câu chuyện trong câu chuyện ngày hôm nay quý vị không Mặc dù nếu mời nói đồ đồ rằng là đây là câu chuyện thời A Cộng của Sơn Tinh, Thủy Tinh và Mỹ Nương Thật ra Chung Quy thì nó xuất hiện thêm một nhân vật thứ tư đó là cô Diễm Mầm Non Cái câu chuyện bốn người ban đầu nó hạnh phúc vô cùng luôn nếu mà nó chỉ dừng ở đó Cuối cùng thì cũng vì là một cái sự lựa chọn sai mà nó đi sai hết một trượt, trượt luôn nguyên một cái đường dài nên là nếu mời cũng từng kể quý vị là con người á chúng ta nó khác với lại những cái loài động vật ở chỗ là mình biết suy nghĩ. Và mình biết suy nghĩ và nếu như mà mình sống mình có trái tim mình biết suy nghĩ thì mình phải biết phân định đúng sai. Và khi mình biết phân định đúng sai rồi, mình phải đưa ra cái lựa chọn nào cho nó thích hợp. Chứ cái lựa chọn là cái thứ quan trọng nhất để nó định đoạt cái câu chuyện của mình về sau. Khi mà mình đưa ra một cái lựa chọn đúng, có thể kết quả nó đem đến cho mình cũng không đến nỗi nào mà tuyệt vời hay là perfect quý vị nhưng mà ít nhất thì nó cũng không đưa đến cho mình cái tấm bi kịch còn khi mà mình đã đưa ra một cái lựa chọn sai thì tương lai của mình nó sẽ mất hết em nói vậy mà nên là lúc đó cái con người mình đó, nó phải suy nghĩ ngay từ buổi đầu suy nghĩ dẫn đến hành động hành động dẫn đến tính cách và tính cách dẫn đến số phận cho nên quan trọng nhất vẫn là cái suy nghĩ của mình mình suy nghĩ đúng mình đưa ra lựa chọn đúng thì tự nhiên tương lai mình nó khác quý vị ạ à? và cái câu chuyện ngày hôm nay nêu mời chia sẻ thật sự tới đây thì nó đã kết thúc rồi đó là những cái điều mà nêu mời chia sẻ riêng quý vị ở cuối video ngày hôm nay mà thôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian để mà nghe cái video ngày hôm nay như thế này cũng mong quý vị có thể là chia sẻ góp ý cùng với nêu mời bên dưới video ngày hôm nay thì uh, thật ra đó có những uh, quý anh chị cô chú anh chị gần xa nào mà để lại những cái comment góp ý thật ra nêu mời đều đọc hết và nêu mời cũng nghe tuy nhiên thì thật sự mà nói như nêu mười á, cũng thường hay trả lời những cái comment của quý vị anh chị trên kênh. từng cái comment nêu mười cũng là người chủ ý trả lời hết trơn á, không phải ai đâu. nêu mười thật ra là đặt hết tâm tư tình cảm vào mình làm cái gì mình phải làm nhiệt quyết hết mình quý vị chứ mình không làm nữa vời quý vị nha. nên là mỗi một cái comment nêu mười cũng là người gõ từng cái chữ để mà trả lời cho quý vị. tình cảm mình đặt vào trong đó. tuy nhiên thì những cái comment nào mà trả lời cho nêu mười, mà giống như là viết comment gửi đến nêu mười mà những cái comment nào mà nó không được hay ho thì tại đây nếu mời cũng nói luôn Mình hãy gì mình không yêu thương nhau Thì mình cũng đừng nói với nhau lời cay đắng quý vị nha có nhiều cái comment đọc vô thấy nó cũng bồi ngồi bồi ngồi nhưng mà có điều là sau đó thì nêu mời cũng bình thường thôi không à, take it easy khi mà hồi xưa đó quý vị mình á có ai mà mua qua cái quyển sách take it easy mình đọc chưa mình đọc quyển sách đó đi mình sẽ thấy mọi thứ nó đều dễ dàng hết nói nói chung á thì nó sẽ giúp mình thay đổi bớt một chút cái suy nghĩ tiêu cực quý vị cái quyển sách Take It Easy đó nó sẽ giúp cho mình thấy mọi vấn đề có thể là suy nghĩ theo một cái hướng tích cực và cũng như mình có thể chuyển hóa nó thành một cái năng, năng lượng xấu có thể mình kéo nó lại thành năng lượng tốt cũng như là mình dùng những cái tư duy phản biện á để mà mình phản biện lại những cái điều mà mình đang thấy nó là tiêu cực quý vị và rồi thì đến đây video hôm nay xin được phép khép lại tại đây cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp